tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi ích gì ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình của chúa cha và các thánh thiên thần đó là lời chúa kính thưa quý ông bà và anh chị em hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ các thánh tự đạo việt nam với tâm tình cảm tạ thiên chúa và tri ân các bậc tiền nhân chỉ cần thêm hai tiếng việt nam thôi thì đã gợi lên trong chúng ta sự gần gũi thân thương biết chừng nào thưa anh chị em dòng máu của hơn 100.000 anh hùng tử đạo, dòng máu của 118 vị đã được tôn phong lên hàng hiển thánh và chân phúc đã đổ ra trên quê hương đất nước của chúng ta. Dòng máu ngập tràn chạy suốt hơn 3 thế kỷ truyền giáo tại Việt Nam và vẫn tiếp tục đổ xuống trên mảnh đất quê hương này qua bao thế hệ kiên cường giữ gìn đức tin dòng máu của các thánh tử đạo đẹp như những cánh hoa vì đã phát xuất từ một tình yêu cao quý dòng máu đó đang tỏa hương thơm bởi khơi nguồn từ những trái tim trang chứa tình yêu thương dòng máu đó không gây ghê sợ nhưng gợi lên lòng kính trọng dòng máu ấy không tạo oán thù nhưng vực dậy và khơi lên tình yêu thương đó là dòng máu làm chứng cho tình yêu tình yêu thiên chúa tình yêu cuộc sống và tình yêu con người kính thưa anh chị em các thánh tự đạo việt nam đã có lòng tin mạnh mẽ lòng tin của các ngài không biểu lộ trong những hành vi cuồng tín nhưng diễn tả trong thái độ trang chứa tình yêu thương khi đã nhận biết chúa các ngài yêu mến Chúa tha thiết đã nhận biết và kinh nghiệm được tình yêu cao quý của Chúa, các ngài khao khát được đáp trả tình yêu đó bằng chính tình yêu của mình, bằng chính mạng sống của mình. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói, không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Tình yêu của các ngài là tình yêu hy sinh. Cho nên các ngài đã từ bỏ tất cả, từ bỏ cuộc sống yên ổn, từ bỏ danh vọng tiền tài, kể cả mạng sống của mình vì Chúa. Như Thánh Hồ Đình Hy đã sẵn sàng từ bỏ chức quan trong triều đình. Như Thánh Tô Ma Thiện đã vui lòng dâng hiến tuổi xuân xanh của mình với những hứa hẹn quyền cao chất trọng các ngài đã hy sinh tất cả vì tình yêu Chúa. Tình yêu của các ngài là tình yêu trung thủy và cao quý. Các ngài yêu mến Chúa, ký bình an. Và ngay cả trong những gian nan tự tách, những cam go của cuộc sống, các ngài đã thực hiện lời của Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói. Tôi tin chắc rằng, cho dù sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Kính thưa anh chị em, các thánh tự đạo còn là những người yêu mến cuộc sống này. Các ngài không phải là những người chán đời, không phải là yêu mến một cuộc sống tầm thường nhưng là yêu mến một cuộc sống với tất cả chiều kích cao đẹp của cuộc sống ấy cuộc sống với những giá trị thiêng liêng như lý tưởng như tình yêu như lòng trung tín một cuộc sống không nô lệ cho vật chất một cuộc sống yêu mến chân thật không giả dối một cuộc sống không bị đóng khung trong thế giới hữu hạn nhưng mở ra cho vĩnh cửu vô biên một cuộc sống không hạ thấp con người xuống nhưng nâng con người lên ngang hàng với các thiên thần thực sự yêu mến cuộc sống nên các thánh tự đạo việt nam đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để làm chứng để bảo vệ và xây dựng cuộc sống này các thánh tự đạo đã chết các ngài đã chết để minh chứng cho tình yêu con người một tình yêu vô biên một tình yêu vô vị lợi các ngài rõ ràng không chỉ yêu mến chúa mà còn yêu mến gia đình tình yêu thương của các ngài lan tỏa tới cả những người cai ngục những người lính gác những người lý hình ví dụ như thánh lê văn phục ngài đã ân cần chăm sóc và chữa bệnh cho người cai tù của mình tất cả các thánh đã vui vẻ ra đi chịu chết. Không có một người nào tỏ lòng oán hận, thù ghét hay là đã đảo chống phá một ai. Đức Tổng Giám Mục Phun Fulton xin đã nhận xét rằng tình yêu của các thánh tử đạo phát xuất từ tình yêu của Chúa nên luôn luôn rộng rãi lan tỏa tới mọi người và mọi nơi các ngài sinh sống tình yêu ấy không biết đến sự thù ghét nên luôn sẵn sàng tha thứ cho kẻ làm hại mình tình yêu ấy như bông hoa vẫn tỏa hương trong tay kẻ vò nát nó tình yêu ấy giống như loài gỗ quý vẫn lưu hương thơm cả đến chiếc rìu bổ vào thân nó động lực hướng dẫn cuộc đời của các thánh tử đạo chính là tình yêu cái chết của các ngài làm chứng cho tình yêu. Đó chính là điều mà mỗi người chúng ta, con cháu của các thánh tự đạo Việt Nam có thể bắt chước các ngài. Trong những hoàn cảnh hiện tại, chúng ta không hy vọng được phúc tự đạo, được chết vì đạo. Nhưng chúng ta vẫn có thể noi gương các thánh tự đạo Việt Nam bằng cách làm chứng cho đạo Chúa. Nếu chúng ta không được chết cho tình yêu chúng ta vẫn có thể sống cho tình yêu. Ngày nay, Chúa không mong chúng ta chết vì đạo, nhưng Chúa chờ đợi và mong mỏi mọi người chúng ta hãy sống vì đạo. Xin các thánh tự đạo Việt Nam chúc lành cho quê hương và cho mọi người chúng ta. AMEN